Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đang xem kênh Cuộc Sống Nơi Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em trở lại với chỗ cô bạn Ngọc Lan, chia sẻ cùng cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương ha cô chú. Em xin chân thành cảm ơn quý cô chú mình đã luôn yêu thương theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho vườn của chị Ngọc Lan ở những clip trước. Chúc quý cô chú mình xem hết clip này sẽ chọn được cây vừa ý luôn ạ. Dạ, đa số là bên cúc thọ hương bên của vườn Ngọc Lan thì những cây phong lùng liền đế đẹp nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi, em xin phép được vô clip luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ, xin chào bà chủ ơi. Rồi em chào chị ha, em cũng chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng trên cả nước ạ. Rồi hôm nay em cũng vẫn tiếp tục tới là kênh giao lưu cô chú anh chị mình một lô cúc thọ hương nữa ha cô chú anh chị mình. Rồi hôm nay mã số 1A nha. Dạ, 1A cũng là thơ lô thọ hương luôn quý cô chú anh chị ha. Cây này mình ghép được 3 chọt ghép. Chọt đế đấm là ngon lành luôn nha. Quay ghép chàng đám cưới nè. Rồi, số 3 luôn bà chủ ơi. Hoành thân là 22. Cái của tổng đế là nó bích cái chậu 3 luôn ha cô chú anh chị mình. Cao 67, ngang 63. Rồi một cây cúc thọ hương này em giao lưu của chú anh chị giá 700 ngàn ha. Dạ rồi, 1A 700. Dạ. Báo số 2A. 2A cũng vẫn là cúc thọ hương nha cô chú anh chị mình. Dạ, đa số là những cái form lùng lì ha cô chú anh chị. Vậy mình coi mình dưỡng mà sang năm sau là tàn lớn ha. Kính tàn nha, cây này được 50 tiết. Dạ, đế thì nó bích cái chậu 3 hết rồi quý cô chú anh chị. Ưu tiên cho cô chú anh chị nào lấy hết luôn ha. Dạ. Xin số đôi 3 dòng luôn bà chú à. Quay clip này mình tưởng tượng trong bàn đám cưới đã. Hoành thân là 21. Cao 64. Ngang 70. Rồi cây này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 700 ngàn thôi ha. Dạ, 700 nha mấy cô chú anh chị. Rồi mã số 3A. 3A cũng vẫn là cúc thọ hương luôn ạ. Cây này thì mình ghép cũng có một bo thôi cô chú anh chị, nhưng mình lấy mười mấy hai mấy bo là ok ha. Đây. Ghép được một chậu ghép thôi cô chú. Dạ, đế này có đế luôn nha, chậu 2,5. Rồi. Rồi năm ra đến này là 20. Cao 63. Ngang 50. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 550 ngàn thôi ha. Rồi 550, mã số 3. 3A. Mã số 4A. 4A cũng vẫn cúc thọ hương luôn ha. Rồi, đa số là cây đá đẹp không quý cô chú anh chị. Cây này mình ghép được 3 chục ghép ha. Năm tầng nữa kìa. Rồi, cái chục ghép rồi. Về cô chú anh chị mình test mặt bông luôn ha. Xin số đo 3 vòng luôn bà chủ ơi. Hoành 16. Cao 53. Tới ngang 50. Rồi một cây cúc thọ hương này em giao lưu của chú anh chị mình giá chỉ 500 ngàn thôi nha. Dạ. Mã số 5A. 5A. Vẫn là cúc thọ hương luôn ha. Cây này đang dược dài nha cô chú anh chị. Dạ, mình ghép thì được 4 chục ghép ha. Đế bích cái chậu 3. Dạ. Hoành thân là 19. Chiều cao 75. Tăng ngàn 60. Và một cái cúc thọ hương này em giao lưu của chú anh chị mình giá chỉ 700 ngàn thôi ha. Dạ, 700 nha mấy cô chú anh chị. Dạ. Mã số 6. 6A. Vẫn là cúc thọ hương luôn ha. Cây này thì mình ghép cũng được 3 chột ghép đó quý cô chú. Đế có đế luôn ha. Rồi, xin số đo luôn nha bà chú. Cái phôi nó già quá lên da me hết trơn á cô chú. Hoành thân 14. Cao 57. Ngang 67. Rồi một cái cúc thọ hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ 500 ngàn luôn ha. Dạ, rồi 500 ngàn. Mã số 7. À, vẫn là cúc thọ hương luôn ạ.
Đây nè, đế có đế quái đâu hả cô chú anh chị. Cái này thì mình ghép được 3 chột ghép nha. Rồi xin số đo luôn bà chú ơi. Vành 15, cao 60, ngang 57. Rồi cái này cũng là 550 nghìn nha hả cô chú anh chị mình. Rồi 550 mã số 7 nha. Được rồi. Rồi 8 nè, 8A cũng nhận cúc phạm hương nữa nha. Nè cúc phạm hương. Cái này thì mình nè, tàn dục dài của chú con là sang năm sau chơi Tết nè. Dáng này nó lạ lạ lắm cô chú anh chị. Giống như con quái vậy, chị nó phung phung. Thua. Cái này ghép 3 bo luôn nha. Giống như con quái vật vậy hả? Quỳnh thân 16. Rồi. Cao 59. Cao 59 ngang 60. Rồi một cái cúc hoa hương này giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 600 ngàn thôi nha. Dạ rồi 600k. Số 9 nè. 9 nè cũng nhận cúc hoa hương luôn. Cái này giúp được 5 chột ghép nha cô chú anh chị. Đế gì cứng cái chậu ba ha. Dạ. Quỳnh thân 19. Cao 60. Ngang 53. Rồi một cái cúc họa hương này em giao lưu của chú anh chị mình giá cũng chỉ 600 ngàn thôi nha. Dạ 600 mã số 9 nè. 9 nè. 10A. 10A cũng vẫn là cúc họa hương luôn ạ. Cây này đang đi cơ độc mạnh nha cô chú anh chị. Đó. Đó, đế quái quái luôn ha. Cây này mình ghép được 3 chục ghép nha quý cô chú. Rồi. Phải không? Quỳnh thân 14. Cao 42. Ngang 50. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá chỉ 500 ngàn thôi à. Dạ 500. 10A. 11A. Em vẫn là cúc phạm hương quá ha. Rồi cái này thì giờ về mình ghép chỉ có 2 bo thôi cô chú anh chị. Mà đế đẹp ha, đế nó nằm dài luôn á cô chú. Rồi. Bình thân là 15. Cao 54. Ngang 45. Rồi cái cúc hoa hương nệm giao lưu cô chú anh chị mình giá là chỉ 550 luôn ha. 550 nha cô chú anh chị. Mà số 12A. 12A cũng vẫn là cúc hoa hương quá ha. Rồi, tàn ấm tàn nha cô chú anh chị. Đang đi tuột dục dài lắm nha. Quỳnh thân 17. Cao 54. Ngang 63. Rồi một cái cúc hoa hương này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 600 ngàn thôi ha. Dạ cây này 4 bo nha cô chú anh chị, 600 ngàn. Dạ. Dạ. Mã số 13. 13A. Cũng vẫn là cúc hoa hương luôn ạ. Rồi, bo già nha cô chú anh chị, cái phôi nó cũng già luôn ha, nó lên da me hết trơn luôn ạ. Rồi. Quanh 17. Dạ, cái này cũng ghép được 3 chột ghép nha cô chú. Cao 47. Ngang 49. Rồi một cái cúc hoa hương này em cũng giao luôn cô chú anh chị mình cũng chỉ 600 ngàn thôi ha. Dạ. Mã số 14. 14A. Cũng vẫn là cúc hoa hương luôn ha. Dạ, có một bông của chú anh chị mình đi thăm sưu thầm giống luôn ha. Dạ, cái này đế đắm là ok nha cô chú anh chị, ghép được 3 chục ghép. Rồi. Bình thân là 18. Cao 50. Ngang 50. Rồi cái này em giao lưu của chú anh chị mình giá cũng chỉ là 550 ngàn ấy ha. Dạ, 550. Dạ. Rồi mã số 15A. Những lời cúc hoa hương luôn ạ. Rồi cái này thì cũng được 3 chột ghép thôi chú anh chị. Ê đụt. Mã số 15A. 15A. Thảo hương luôn cô chú anh chị. Đa số là những em bonsai lùng liền luôn ha. Ghép được 3 chột ghép. Đế đẹp luôn cô chú anh chị. Rồi. Tôi dám ảnh không có. Hoành 14.
chào 55 ngang 50 rồi một cây cúc hoàng hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 500.000 thôi ha. Dạ, rồi 500k luôn. Mã số 16A. 16A. Dẫn là cúc hoàng hương luôn hết cô chú anh chị mình. Nhà mình ghép thì đủ bo đều tàn cô chú anh chị ha. Rồi cái này thì mình ghép cũng được ba bốn chọc ghép. Đế thì kính cái chậu ba luôn nha cô chú. Rồi. Quỳnh thân 20. Cao 66. Ngang 59. Rồi cây này của giao lưu của chú anh chị mình là 600.000 thôi ha. Dạ 600.000 cúc thảo hương luôn của chú anh chị. Dạ. 17A. Cũng vẫn là cúc thảo hương luôn nha. Cây này có một số sắp ra bông của chú anh chị chùm chùm luôn ha. Cây này ghép được 4 chậu ghép. Đế thì cứng chậu 2,5 của chú anh chị. Mình thân 16. Dạ. Cao 49. Ngang 47. Rồi cái cúc hoàng hương này em giao lưu của chú anh chị mình chỉ giá là 550.000 thôi ha. Dạ, 550. Dạ. Mã số 18. 18 em. Cũng dẫn là cúc hoàng hương luôn ha. Bo này về mình có thể cắt bo được liền á cô chú anh chị. Đế thì nó nằm dài luôn ha. Rồi. Quỳnh thân 18. Dạ, ghép được 4 chậu ghép nha cô chú. Cao 64. Ngang 64. Rồi cái này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 700.000 thôi ha. Dạ, 700. Dạ. Mã số 19. 19A. À. Em nhận là cúc hoàng hương luôn ha. Rồi cái này lùng liền tàn đều tròn hết cô chú anh chị ấm tàn luôn nha. Tục quân tử. Quỳnh 24. Cao 63. Ngang 60. Rồi một cái cúc hoàng hương này em cũng giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ 700.000 luôn ha. Dạ rồi 700 luôn cô chú anh chị. Dạ rồi. 60 à xin lỗi. 10 20. À. 20. Mới này nhảy lên 6 mấy rồi. 20A. Vẫn là cúc hoàng hương luôn nha cô chú anh chị mình. Dạ. Bo dạ có một số nút nụ cô chú gì mình kết mặt không nha. Mình ghép được 4 chục ghép. Đế thì đây này đỡ nở đế nha cô chú. Rồi. Bình thân 20. Cao 56. Ngang 65. Rồi cái cúc hoàng hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 600.000 thôi nha. Dạ, 600 mã số 20A. Dạ. Rồi mã số 21. 21A. Cây nào lùng liền để nở nha cô chú anh chị. Rồi bo ghép thì cây này mình cũng được 4 chục ghép ha. Phôi lùng lực nhau với cô chú. Rồi hôm nay mượn để đỡ lên hồi gãi rồi nha. Và em đo điểm này 24. Cao 60. Ngang 53. Rồi cây này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 700.000 thôi nha. Dạ, 700 cây mã số 21A nha cô chú. Dạ. Hai mấy vậy nè? 22. 22 phải không? 22A. 22A cũng vẫn là cúc hoàng hương nha cô chú cây anh chị. Cây này tàn quá trời hết cô chú anh chị thùm lum luôn ha. Giờ mình lấy bo được khá là nhiều luôn. Cái phôi nó lùng lực chưa tới gan tay nữa nha cô chú anh chị. Rồi, xin số 2 bà chủ ơi. Mình ghép cũng được 50 ghép đó cô chú. Mình lên đây này là 16. Cao 52. Ngang 60. Rồi cái cúc hoàng hương này em giao lưu cô chú anh chị mình giá chỉ là 480.000 thôi ha. Dạ 480.000. Dạ. Mã số 23. 3. A. Vẫn là cúc hoàng hương nha cô chú anh chị mình. Rồi phôm lùm tàn đều nha cô chú anh chị. Đây này cái bo già ha, ghép được 3 chục ghép. Cái này đo sao? Này chắc luồn dây không được, chắc đo chiều cao quá. Cao 56. Ngang 50. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị mình 400.000 ha. Dạ 400.000 cúc tỏ hương. Đo số không được là giật giá tiền luôn. 23.
24A. Cũng vẫn là cúc hoa hương nha cô chú anh chị mình. Rồi thả cái tàn dục dài nha cô chú anh chị. Này lùng liền nở đế nha cô chú. Quỳnh thân 20, 4 chọc ghép. Cao 55, ngang 60. Rồi cây này giao lưu của chú anh chị mình là 500 ngàn ha. Dạ 500 nha cô chú anh chị, cây mã số 24 ha. Mã số 25. 25A ha. Ủa A ha. Lộn. Có A nữa ha. Cây này ghép được 3 chồng ghép của chú anh chị. Đi làm đám cưới. Đế nó gom đế nha cô chú nha. Rồi. Quỳnh thân 17, cao 53, ngang 58. Rồi cái này em giao lưu cô chú anh chị mình giá cũng chỉ là 600 ngàn thôi nha. Rồi cái này cũng là cái cuối clip của em ngày hôm nay luôn à. Em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương và ủng hộ em trong suốt thời gian qua ha. Em cũng chúc cô chú anh chị mình xem hết clip và chọn được một cây mai ưng ý về làm giống ha cô chú anh chị mình. Rồi em xin nhắc cho lại số điện thoại của em là 0376910321, cũng là số giao lưu của em luôn ạ. Rồi em xin chào, hẹn gặp lại ạ. Rồi em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn quý cô chú anh chị ha. Cảm ơn cô chú mình đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ.